Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Leo Thị Lịch, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1969, giới tính nữ, quê quán xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, dân tộc Sán Diều, ngày vào Đảng ngày 3 tháng 4 năm 1997, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp, chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 14-15, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Tóm tắt quá trình công tác. Tháng 10 năm 1992 đến tháng 7 năm 2005, chuyên viên, ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tháng 8 năm 2005 đến tháng 4 năm 2008, huyện ủy viên, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tháng 5 năm 2008 đến tháng 9 năm 2008, huyện ủy viên, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tháng 10 năm 2008 đến tháng 5 năm 2010, phó trưởng ban dân tộc tỉnh Bắc Giang. Tháng 6 năm 2010 đến tháng 10 năm 2010, ủy viên ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Tháng 11 năm 2010 đến tháng 9 năm 2018, tỉnh ủy viên, ủy viên ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bí thư đảng đoàn, bí thư chi bộ, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Tháng 10 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, tỉnh ủy viên, ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa 14. Tháng 4 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, ủy viên chuyên trách Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa 14. Tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa 14. Tháng 7 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.